từ thân cây và lá của Hovenia, được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thì nước uống này có chức năng là bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị những người đang điều trị về gan và những phụ nữ đang muốn lấy lại làn da và bóng dáng khỏe đẹp. Thì Hovenia dùng rất là dễ, nước này dùng rất là dễ. Mỗi một hộp như này thì sẽ có 5 gói đã được đóng sẵn như thế này ạ. Và mỗi ngày mình chỉ cần sử dụng 1 đến 2 gói thì có thể giúp cho cơ thể mình đào thải những độc tố, giúp cho gan hoạt động tốt hơn và giúp cho chúng ta có một sức khỏe khỏe mạnh. Với một hộp 5 gói và một thùng như thế này thì có 6 hộp và chúng ta chỉ với giá 500.000 đồng và tính ra thì giá bán lẻ của nó chỉ có khoảng tầm 16.500 một gói như thế này, đã giúp cho chúng ta bảo vệ được sức khỏe. Và đặc biệt thì những ngày Tết thì và bảo vệ gan của bạn. Hãy tặng người thân của bạn bằng những món quà sức khỏe ý nghĩa như thế này ạ. Vâng, xin cảm ơn đã nghe video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.